Lâu lắm rồi Trung Ly không có quay video mới cho các bạn xem rồi. Hôm nay là ngày Tết 5 tháng 5 cho nên mình được nghỉ. Giờ này mình đang đi một vòng đây. Hóng gió, ngắm cảnh đêm Đài Loan. Phía sau Song Nghi, các bạn có nghe tiếng hát không? Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem hết ra. Thank you.